Và ngày hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho mọi người một căn Hưng Phước 2 tọa lạc tại số 82 Lê Văn Thiêm, khu dân cư Phú Mỹ Hưng, quận 7. Như mọi người nhìn thấy thì căn nhà này với diện tích là ngang 6, dài 18.5, bao gồm một trệt, một lửng và 3 lầu. Căn nhà thiết kế theo một cái phong cách châu Âu rất là mới lạ, rất là đẹp, phong cách hiện đại ha. Căn này nằm mặt tiền đường Lê Văn Thiêm, là một con đường lớn, mua bán rất là sầm uất. Và hiện tại chủ nhà đang có hợp đồng cho thuê hơn 3.000 đô một tháng. Với cái căn nhà này, gia chủ kẹt tiền nên cần bán gấp. Hiện tại thì căn nhà này được chủ nhà có sổ tại nhà luôn, không có cầm cố ngân hàng. Còn quý anh chị cần thiết và tìm hiểu thông tin về sản phẩm này, hãy inbox ngay, bởi vì sản phẩm của Phú Mỹ Hưng, căn nhà phố Lê Văn Thiêm này thì có pháp lý sổ hồng hoàn thiện, hoàn công đầy đủ, mua bán giao dịch sang tên ngay. Để có nhiều thông tin hơn nữa về căn nhà, hãy inbox theo những số Zalo bên dưới để chúng tôi cập nhật nhiều thông tin mới nhất về cái giá bán của căn nhà này nhé. Rồi, và bây giờ mình cùng tìm hiểu về khu đô thị Phú Mỹ Hưng để biết căn nhà này tọa lạc tại một khu dân cư đẹp như thế nào nhé. Và hôm nay Phước Sửu sẽ đi chi tiết về khu đô thị Phú Mỹ Hưng tọa lạc tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, được biết đến là những khu đô thị sang trọng và hiện đại bậc nhất tại Việt Nam. Về vị trí địa lý thì Phú Mỹ Hưng là một khu đô thị nằm dọc theo đại lộ Nguyễn Văn Linh, dễ dàng kết nối với khu vực khác qua cầu và kênh rạch tự nhiên. Với sự phát triển vượt bậc, nổi danh là nơi sống của nhất nhiều người thu nhập hiện nay, thì ít ai ngờ rằng 20 năm trước ở đây Phú Mỹ Hưng là một khu dân cư đầm lầy và hoang vu ha. Thì bây giờ là Phước Sửu sẽ chi tiết sơ qua Phú Mỹ Hưng gồm có những khu đô thị nào. Thứ nhất là khu trung tâm có 409 hecta, khu làng đại học khu B có 95 hecta, khu trung tâm kỹ thuật cao khu C 46 hecta, khu trung tâm lưu thông hàng hóa khu D 85 hecta, khu trung tâm lưu thông hàng hóa khu E là 115 hecta. Dân số sinh sống tại khu Phú Mỹ Hưng quận 7 tính đến khoảng 2020-21 tầm khoảng 50.000 người. Đặc biệt có tới hơn 50 dân cư tại Phú Mỹ Hưng là người nước ngoài, đa số đến từ nhiều quốc gia như châu Á, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan. Một trong những lý do dẫn đến sức hút của khu đô thị này với khách nước ngoài đó là môi trường sống cực kỳ tiện nghi, hiện đại, hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ đa dạng phong phú theo hướng đa chức năng, chưa kể còn có nhiều trường học quốc tế và rất nhiều bệnh viện. Hệ thống tiện ích điển hình ở Phú Mỹ Hưng, trung tâm Phú Mỹ Hưng được phát triển với 8 phân khu chức năng, trong đó có 3 khu tiện ích. Và những cái khu như Phước Sửu kể tên như là trung tâm thương mại tài chính quốc tế nè, khu Crescent, khu y tế điều dưỡng và 5 khu dân cư như là khu văn hóa giải trí, cảnh đồi, khu kênh đào, Midtown, khu dân cư Nam Viên. Mỗi khu vực đều cung cấp những tiện ích riêng đảm bảo nhu cầu thiết yếu của khu dân cư Phú Mỹ Hưng. Rất là nhiều dự án có mặt tại Phú Mỹ Hưng và được khách hàng đón chào rất nhiều như Happy Valley, Hưng Phúc Premier, Urban Hill, Midtown Phú Mỹ Hưng. Rất là nhiều khu dân cư lớn ha. Bản đồ đi ăn chơi lại Phú Mỹ Hưng thì rất là thuận tiện, dễ dàng, bởi vì tất cả những cái khu dân cư này thiết kế theo dạng bàn cờ nên là tiện cho việc gọi là mua sắm, giải trí, ăn uống và rất là nhiều tiện ích tại Phú Mỹ Hưng. Rồi, và sau đây thì mọi người cùng với Phước Sửu bay lay cam và để cảm nhận những cái gọi là cái tiến độ cực kỳ thần tốc mà 20 năm Phú Mỹ Hưng sau khi hình thành và phát triển trở thành một khu đô thị lớn nhất tại Việt Nam. Rồi, quý anh chị cần thêm những cái thông tin về khu đô thị này, inbox ngay cho Phước Sửu để có nhiều cái thông tin hơn về những cái sản phẩm mua bán ký gửi tại Phú Mỹ Hưng. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.